Hà Nội, người phụ nữ bán 3 quả dứa giá 500.000 đồng đã trình diện công an. Ngày 29 tháng 4, Công an phường Hàng Đào, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội cho biết, người phụ nữ bán hàng rong cho du khách nước ngoài 3 quả dứa với giá 500.000 đồng trong đoạn clip được đăng tải trên mạng xã hội đã đến trình diện tại công an phường. Danh tính của người phụ nữ bán hàng rong là bà NTT, sinh năm 1968, trú tại huyện Phúc Thọ, Hà Nội. Hiện, lực lượng chức năng đang lập hồ sơ xử lý theo quy định của pháp luật. Như đã đưa tin, ngày 28 tháng 4, trên mạng xã hội bất ngờ lan truyền đoạn clip ghi lại hình ảnh hai nữ du khách nước ngoài bức xúc khi bị người bán hàng rong chặt chém 3 quả dứa với giá 500.000 đồng gây xôn xao dư luận. Sau đó, nhiều người xung quanh đã can ngăn và yêu cầu người bán hàng trả lại tiền cho nhóm khách du lịch. Trước phản ứng của người xung quanh, người phụ nữ này mới chịu rút 500.000 đồng để trả nữ du khách rồi dắt xe rời đi. Sự việc khiến nhiều người chú ý, gây ồn ào khu vực ngã tư Hàng Buồm, Hàng Đường, quận Hoàn Kiếm.